Tháp sơ sinh thời cổ đại Trung Quốc, công trình kiến trúc minh chứng cho sự tàn nhẫn của tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trong tháp sơ sinh, chẳng có bé trai, còn trên học đường thì chẳng có gấu váy của bé gái. Tức là con gái thì chẳng được đi học. Nhưng mà tháp sơ sinh là gì? Tại sao lại không có bé trai? Đây chính là tháp trẻ em, còn được gọi là tháp trẻ sơ sinh bị bỏ hoang hoặc tháp trẻ em gái, là một công trình kiến trúc ở Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tô và nhiều địa phương khác ở Trung Quốc cổ đại. Thông thường, đây là một tòa nhà hình tháp nhỏ được xây bằng gạch và đá. Ban đầu, nó được sinh ra với mục đích tốt. Thời đó, y tế chưa phát triển, nhiều gia đình nghèo có trẻ em, trẻ sơ sinh bị bệnh ốm nặng, chết yểu nhưng lại không có tiền mai táng hay xây mộ cho con. Những người giàu có ở nông thôn đã quyên góp tiền để xây mộ cho những trẻ em chết yểu này. Tuy nhiên, lâu dần, nó trở thành nơi người ta bỏ lại những em bé đang còn khỏe mạnh khi gia đình nghèo đói, không nuôi nổi con. Hoặc khi tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu thì các bé bị bỏ lại tới đây, thường là bé gái. Trên đỉnh có một lỗ nhỏ dùng để bỏ các em bé qua đó. Có những người nghèo đã phải dấn thân làm nghề dịch vụ này. Khi những gia đình không muốn tự tay bỏ con thì sẽ đưa cho họ 5 xu để họ bỏ con vào tháp thay cho mình. Tháp ngày càng được xây cao, tránh việc các em bé có thể bỏ ra. Để tránh mùi, bên dưới tháp có xây một cửa lò, cứ 3 ngày lò được đốt một lần. Ngoài ra, phong cách kiến trúc của ngôi tháp thì còn nhằm mục đích trấn áp linh hồn của trẻ sơ sinh nữ bằng sức mạnh của Đức Phật và các vị thần để ngăn chặn các em có thể đầu thai và quay trở lại. Xung quanh tháp không ai dám ở, thậm chí người ta còn chẳng chôn người thân qua đời ở gần đó bởi vì sợ ma nữ sẽ quấy phá linh hồn người đã khuất. Điều đáng nực cười là những chiếc tháp sơ sinh này nằm ở dưới chân núi, nhưng trên đỉnh núi thì lại có ngôi đền thiêng, ngày đêm nghi ngút khói hương khi người ta tới để cầu tự, chủ yếu là cầu con trai. Ngoài nguyên nhân là do đói nghèo, một số ý kiến cho rằng đây là hiện tượng lựa chọn giới tính trẻ sơ sinh do xã hội gia trưởng truyền thống ở vùng bờ biển Đông Nam Trung Quốc. Nhiều người hiểu về tâm linh, tin về nhân quả thì cho rằng quá khứ tổ tiên tàn ác với tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy, nên đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc mới mất cân bằng giới tính và thiếu nữ giới trầm trọng. Bạn nghĩ sao về câu chuyện đau lòng này? Chia sẻ quan điểm cùng Tin Nhanh 24 giờ online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để khám phá những câu chuyện kỳ thú.